Sau khi ăn cơm gà tại một quán ăn trên đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, hàng loạt người có triệu chứng bị ngộ độc được đưa vào bệnh viện điều trị. Sở Y tế Khánh Hòa ra công văn phối hợp tìm nguyên nhân. Tối ngày 13 tháng 3, ông Bùi Xuân Minh, giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, đến hôm nay, tổng số ca nghi bị ngộ độc thực phẩm điều trị tại các bệnh viện sau khi ăn cơm gà tại quán gà Trâm Anh số 10 Bà Triệu, thành phố Nha Trang là 60 người. Trong đó có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày còn 40 người vẫn đang nằm theo dõi. Hiện tại sức khỏe đang dần ổn định. Theo báo cáo, vào lúc 20h30 ngày 12 tháng 3, Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang có nhận tin báo một số trường hợp nhập viện với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm do ăn cơm gà. Ngay khi nhận được tin, đội điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố đã đi điều tra tại các bệnh viện có bệnh nhân nhập viện. Bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, đi cầu phần lòng, sốt, mệt lả. Nguyên nhân gây ngộ độc hiện vẫn chưa xác định. Tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Nha Trang, hiện đang điều trị một số bệnh nhân nghi bị ngộ độc. Chị Lê Thị Lina, du khách từ Đà Lạt cho hay, cả gia đình chị có 11 người lớn và ba trẻ em xuống thành phố Nha Trang du lịch, ghé vào quán cơm gà châm manh để ăn trưa. Sau đó vài tiếng, gần như toàn bộ thành viên bị nôn ói, nhức đầu. Chúng tôi cần cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc. Con gái tôi từ khi nhập viện vào chiều tối hôm qua ngày 12 tháng 3 thì liên tục sốt cao gần 40 độ, mê man. Phía chủ quán cũng có liên hệ đến gia đình chúng tôi để xin giải quyết, nhưng chúng tôi cần một lời xin lỗi rõ ràng, hướng điều trị phù hợp. Vì đáng lẽ sau khi đi du lịch xong, chúng tôi sẽ quay về Đà Lạt, nhưng vì thành viên trong gia đình và các bé bị ngộ độc nặng nên phải ở lại điều trị. Anh Mạnh Cường, chú tại thành phố Nha Trang cho biết, hôm ngày 11 tháng 3, gia đình anh đến quán mua cơm gà cho con trai ăn. Tối cùng ngày, con của anh Cường có biểu hiện ói mửa, sốt, mắt đỏ. Sáng hôm sau vào bệnh viện đa khoa Sài Gòn, Nha Trang. Khi đến bệnh viện, anh thấy nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự. Hiện sức khỏe của con tôi đã tạm ổn, triệu chứng ngộ độc vẫn còn nên bác sĩ cho chuyển kháng sinh và thuốc. Chị Nguyễn Thị Kim Quy, chú tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng cho biết. Chị và con trai vẫn phải điều trị tại bệnh viện sau bữa ăn trưa ở quán cơm gà châm anh, đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang. Theo phản ánh của chị Quy, trưa ngày 11 tháng 3, gia đình chị bao gồm 14 người, trong đó có ba trẻ em từ Đà Lạt xuống Nha Trang du lịch. Khoảng 11 giờ 30 thì ghé cơm gà châm anh để ăn trưa. Tại đây, gia đình ăn các món gà luộc, gà chiên và canh gà, quá trình ăn đều sử dụng nước sốt. Đến khoảng 21 giờ thì nhiều người trong nhà xuất hiện triệu chứng đau bụng tiêu chảy, nôn ói, đến khuya thì có người sốt, nghĩ do thức ăn lạ nên mọi người gắng cầm cự. Ngày 12 tháng 3, trong khi đi chơi, tình trạng này vẫn không giảm mà nặng hơn, nên chiều ngày 12 tháng 3, gia đình chị Quy bắt xe vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Nha Trang để kiểm tra sau đó có ba người lớn và hai trẻ em phải nhập viện vì triệu chứng sốt cao ói mửa tiêu chảy liên tục còn bốn người sau khi kiểm tra chuyển nước thì có giảm nên không phải nhập viện hiện hai mẹ con tôi vẫn đang nằm viện vì triệu chứng tiêu chảy vẫn còn cháu vẫn sốt riêng cháu gái của tôi ngô ngọc an vi năm tuổi vẫn còn sốt cao triệu chứng nặng hơn Trước đó vào năm 2022, Khánh Hòa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm lớn nhất trong khối học đường khi 648 học sinh trường iSchool nhập viện sau bữa ăn trưa. Trong đó một ca tử vong, nguyên nhân vụ ngộ độc được xác nhận là do vi khuẩn Salmonella xuất phát từ cánh gà cho nấu chín. Ngày 13 tháng 3, Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân, huy động tối đa tất cả các nguồn lực để tập trung cấp cứu, điều trị trong đó yêu cầu người bị ngộ độc có triệu chứng nặng, trẻ em và người già ưu tiên chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Các cơ sở y tế kịp thời hội trần với bệnh viện tỉnh khi có ca bệnh diễn biến bất thường, phức tạp. Khi tiếp nhận bệnh nhân, phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, lưu mẫu bệnh phẩm. Ông Minh cho hay, Sở Y tế chỉ đạo Tri cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh hỗ trợ cho các đoàn điều tra ngộ độc thực phẩm thành phố Nha Trang trong suốt quá trình điều tra, thường xuyên cập nhật tình hình diễn biến vụ ngộ độc thực phẩm để Sở Y tế triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời. Trong ngày 13 tháng 3, quán cơm gà châm Anh đã bị tạm đình chỉ kinh doanh để điều tra. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân, mẫu thức ăn nghi ngộ độc để gửi đi xét nghiệm tìm ra chính xác nguyên nhân.